Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 29. Lết bào tử. Một muỗng canh dầu mè, 1/4 thìa cà phê bột đen tai hòa chung, uống một lần khoảng từ 7 đến 9 giờ sáng. Hãm một muỗng canh trà dây trong bình thủy, có 750ml nước sôi, uống cả ngày. Buổi sáng ăn cháo gạo lứt với muối mè, buổi trưa và chiều ăn cơm gạo lứt muối mè theo số 7.